Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay liên quan tới đề tài mà chúng ta được mời gọi trong giờ hành hương cũng như trong thánh lễ hôm nay để cùng nhau chia sẻ. Trong giờ hành hương, chắc chắn chúng ta cũng đã được Thầy dẫn hành hương mở ra cho chúng ta một vài suy nghĩ liên quan tới đề tài ngày hôm nay, đó là Đức Mẹ làm cho chúng ta được vui mừng. Quả thật khi nói đến đề tài này, chắc chắn trong chúng ta ai đang hiện diện ở đây cũng luôn luôn vui muốn rằng trong cuộc đời mình lúc nào cũng được vui mừng. Chẳng ai trong chúng ta muốn sầu buồn cả. Tuy nhiên cuộc đời thì nó không như thế. Cuộc đời thì luôn luôn như những bèo trôi, lúc thì lênh đênh, lúc này lúc khác. Có những lúc chúng ta rất vui, có những lúc chúng ta lại gặp phải điều này điều khác làm cho chúng ta buồn. Thế nhưng chúng ta trong cuộc đời được mời gọi, chúng ta phải tạo ra niềm vui. Chính vì vậy có nhiều người sẽ tìm mọi cách để tạo cho niềm vui của mình. Nhất là trong với bối cảnh ngày hôm nay, chúng ta thấy các bạn trẻ đấy, nhiều khi các bạn tạo ra cái niềm vui bằng cách là check in những cái hình ảnh, xong đưa lên mạng, đưa lên TikTok để tạo cho cái niềm vui riêng của mình. Tất cả những niềm vui ấy, hay là chúng ta cũng có thể chúng ta tạo ra cái niềm vui bằng cách mấy người chúng ta có thể là tụ họp với nhau, chúng ta đi uống nước, chúng ta đi ăn uống, rồi rất có rất nhiều những cái niềm vui khác nữa chúng ta tạo ra để cho cuộc đời này bớt đi những cái nỗi sầu, bớt đi những cái phiền muộn ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta thấy có nhiều người nhiều khi gặp cái điều này điều khác, gặp những thử thách buồn quá, có thể tự nhiên nhắc điện thoại lên alo cho mấy người bạn: "Này, có rảnh không? Đi uống cà phê với tớ." Hỏi làm chi vậy? Đang buồn quá, đang gặp chuyện buồn quá. Rồi chúng ta thấy có thể là thậm chí nhiều khi chúng ta đến đây, chúng ta có thể niềm vui được gặp anh chị em, có thể không cùng ruột thịt với nhau, không cùng máu mủ với nhau, nhưng mà anh chị em trong niềm tin, nghĩa là tin vào Đức Giêsu Kitô, trong một niềm tin thì chúng ta đến đây chúng ta gặp nhau trong niềm vui là anh chị em chúng ta được gặp nhau để chúng ta chia sẻ niềm vui trong một niềm tin. Đấy cũng là một niềm vui. Có thể niềm vui này nhiều khi nó cũng là một cái điều gì đó làm cho chúng ta nhiều khi bỏ thì chúng ta cảm thấy nhớ nhung. Hôm nay vì một việc bận nào đó, hôm nay không đến với Đức Mẹ, không đến để đi dự lễ hành hương này, chúng ta cảm thấy ở nhà mà cứ đi ra đi vào, cảm thấy cứ bồn chồn vì mình có những cái công việc riêng, hôm nay mình không thể hiện diện cùng với anh chị em để tạ ơn Chúa cùng với Đức Mẹ được. Có thể nhiều khi cũng là đấy cũng là một cái niềm vui. Rồi có thể các chị ca đoàn cũng có thể sau những cái giờ phục vụ này, mấy chị em tập trung với nhau ra trước đài Đức Mẹ check in vài kiểu ảnh đưa lên,
đấy cũng là niềm vui. Rồi đằng sau đó có nhiều người có thể có những cái comment ở bên dưới là: ôi các chị hạnh phúc quá, hôm nay các chị được đi phục vụ, các chị được đến với Đức Mẹ. Em thì hôm nay vì bận công việc gia đình em không thể đi được, cho nên em buồn lắm. Thì đấy cũng là một trong những niềm vui. Tất cả những niềm vui đó không ai trong chúng ta phủ nhận rằng nó không tốt. Không ai trong chúng ta có thể là chúng ta ném đá, chúng ta nói rằng những niềm vui đó là những niềm vui ảo tưởng. Không, tất cả những niềm vui đó nếu mà nó hướng về sự chân chính tốt lành thì đều là đẹp cả. Đều là đẹp cả. Nhưng chúng ta thấy những niềm vui mà tôi trình bày với anh chị em có thể nó chỉ là một niềm vui chốc lát thôi, rồi nó sẽ qua đi. Rồi có thể một lúc nào đó anh chị em gặp những trở ngại, thử thách, anh chị em lại thấy những cái sự buồn nó ập đến với chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta được mời gọi để cùng với Đức Trinh Nữ Maria để chúng ta suy niệm về cái đề tài Đức Trinh Nữ Maria đã mang đến cho nhân loại, mang đến cho chúng ta một niềm vui. Mà niềm vui này là một niềm vui vĩnh cửu, một niềm vui luôn luôn ở cùng với chúng ta. Đó là niềm vui có Chúa. Một niềm vui được đón nhận ơn cứu độ, đó mới là một niềm vui vĩnh cửu, đó mới là một niềm vui tràn đầy ở trong tâm hồn chúng ta. Còn tất cả những niềm vui ở đời này, chúng ta thấy có thể hôm nay chúng ta vui, lúc này chúng ta vui, nhưng mà có thể chiều chúng ta gặp chuyện gì đó chúng ta lại buồn. Nhưng mà niềm vui chúng ta có Chúa ở cùng là một niềm vui xuân suốt, là một niềm vui kéo dài trong cuộc đời đức tin của chúng ta. Vậy thì chúng ta muốn có được cái niềm vui ấy, chúng ta phải làm thế nào? Ngày hôm nay trong bài tin mừng cho chúng ta thấy rất rõ. Đó là nếu chúng ta đọc lại cái bài tin mừng mà Sứ Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đó, thì chúng ta đã thấy, chúng ta sẽ thấy cái niềm vui của Đức Mẹ khi mà Đức Mẹ nhận ra ơn của Chúa ở trên cuộc đời của mình. Tuy nhiên trong thân phận con người, chúng ta thấy khi mà Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ nói: Này cô Maria, bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Thì lúc đó Đức Mẹ rất là bối rối, vì mình không biết đến người đàn ông, không biết đến việc vợ chồng, mà tại sao bây giờ Sứ Thần lại truyền tin cho mình là mình có thai, thì bây giờ sẽ như thế nào? Nhưng sau khi Đức Mẹ điềm tĩnh lại và nhận ra rằng đó là ơn Chúa, vì cả cuộc đời Đức Mẹ từ lớn đến, từ nhỏ đến lớn luôn luôn tín thác vào tình thương của Thiên Chúa, cho nên lúc đó Đức Mẹ nhận ra được đây là ơn thánh của Thiên Chúa ban cho. Cho nên Đức Mẹ đã thể hiện một cái niềm vui, thể hiện một cái niềm vui bằng cái lời chúc tụng Thiên Chúa: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đức Mẹ nhận ra rằng cái việc mà mình đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, đón nhận gọi là việc mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần đó, đó là ân sủng và là ơn cứu độ cho chính mình và cho nhân loại này. Đức Mẹ nhận ra điều đó cho nên Đức Mẹ vui mừng. Rồi đằng sau đó chúng ta nhìn, chúng ta lại thấy khi mà Đức Mẹ vui mừng vậy, cái niềm vui mừng đó không chỉ giữ lại cho riêng mình, và Đức Mẹ đã mau mắn lên đường để chia sẻ cái niềm vui ấy cho nhân loại này. Cụ thể nơi bà chị họ của mình là bà Elizabeth. Khi mà Đức Mẹ đến để thăm bà chị Elizabeth, thì chúng ta thấy khi mà bước vào nhà cất lời chào bà chị, thì bà Elizabeth đã nhận thấy cái niềm vui. Đức Trinh Nữ Maria là người đầu tiên được đón nhận ơn cứu độ, cái niềm vui được đón nhận ơn cứu độ, cái niềm vui là có Chúa ở cùng, không chỉ dừng lại ở hình thức bề ngoài, mà ngay biểu hiện, ngay cái thai nhi đang ở trong bụng bà Elizabeth cũng đã nhảy mừng lên vì niềm vui được đón nhận ơn cứu độ. Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta với tư cách là con cái của Chúa, chúng ta cũng được đón nhận niềm vui ơn cứu độ ở trong cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng như Đức Trinh Nữ Maria, không chỉ giữ lại, không chỉ dành lấy cái niềm vui đó cho riêng mình, mà chúng ta phải chia sẻ cái niềm vui ấy cho anh chị em chúng ta. Vậy chúng ta sẽ chia sẻ bằng cách nào? Đơn giản thôi, thưa quý ông bà và anh chị em,
Cái niềm vui ấy nó được thể hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người chúng ta. Nếu mà chúng ta đi tham dự thánh lễ, đây là một tiệc mừng vui vì chúng ta được đón nhận Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được đón nhận Chúa đi vào trong cõi lòng của chúng ta. Ấy thế mà khi mà chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta ra về mà mặt chúng ta vẫn còn sầu, vẫn còn buồn, mặt chúng ta vẫn còn nặng, nói thì nó hơi quá, nói thì hơi quá đáng, bảo mặt chúng ta vẫn còn nặng như kiểu là, như kiểu cái bánh bao, gọi là bánh bao về chiều hôm đấy, thì thực sự chẳng ai nhận thấy niềm vui ở nơi chúng ta cả. Nhưng tại sao người ta lại nhận thấy niềm vui ở nơi người công giáo? Mà đã có rất nhiều người chia sẻ: thưa cha, tại sao con thấy người công giáo mỗi khi họ đi lễ rồi về, họ ra về con ngồi ở cổng con quan sát, con thấy ai họ cũng có một cái niềm vui ở trên khuôn mặt của họ, đó là rất là rạng ngời. Vậy thì lý do tại sao vậy thưa cha? Điều đó có thể không phân tích được, nhưng mà trong niềm tin cho chúng ta tin tưởng rằng, vì cái niềm vui là chúng ta tin rằng ngày hôm nay chúng ta đi tham dự thánh lễ là chúng ta được kết hợp với Chúa, và khi ra về chúng ta đã loại bỏ đi được tất cả những gì là ưu sầu, loại bỏ đi tất cả những gì là phiền muộn, loại bỏ đi tất cả những gì là thù hận. Cho nên chính vì vậy anh chị em thấy trước mỗi thánh lễ, không một thánh lễ nào không có thánh lễ diễn ra những cái điều, dù có thể những thánh lễ, nhất là lễ cưới, thì ở trong phụng vụ của hội thánh được giảm lượt đi cái phần gọi là cái phần thú tội, cái phần kinh gọi là kinh dọn mình, tôi thu nhẫn cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em tôi đã phạm, nghĩa là cái phần sám hối đấy. Nhưng mà vẫn được mời gọi chúng ta, trước khi bước vào thánh lễ, chúng ta vẫn dừng lại trong giây phút để nhìn lại những cái tội lỗi, nhìn lại những cái tương quan mà chúng ta cảm thấy chưa được tốt, để chúng ta dẹp bỏ đi tất cả, để chúng ta bước vào thánh lễ trong tinh thần thanh thản, trong tinh thần hướng lòng về Chúa. Bây giờ chúng ta không thể gọi, chúng ta hướng lòng về Chúa, kết hợp với Chúa một cách trọn đầy và một cách mật thiết nhất nếu nơi con người chúng ta đang đầy rẫy tội lỗi và những cái hiềm khích. Chúng ta không thể kết hợp với Chúa trong khi chúng ta tham dự thánh lễ mà chúng ta vẫn còn để lòng, sau thánh lễ này tôi sẽ về, tôi sẽ chiến với lại bà kia, hay tôi sẽ chiến với ông kia, vì hôm qua tôi thấy rằng ông đã nói xấu tôi, bà đã nói cái sự nói về làm cho tôi phải xấu hổ, hay làm cho tôi bị thế này thế khác. Cho nên hôm nay thôi, trong thánh lễ này tôi cố gắng tôi kiềm lại, để sau thánh lễ tôi sẽ về tôi chiến. Nếu chúng ta trong lúc tham dự thánh lễ mà chúng ta đang để cho tâm hồn mình nó có những cái điều gian ác, nuôi những cái điều đó, thì việc chúng ta tham dự thánh lễ không mang lại hiệu quả cho mỗi người chúng ta. Cho nên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, tại sao trong đầu thánh lễ mà chúng ta lại có những cái giây phút chỉ ngắn ngủi thôi, để nhìn lại tất cả những cái điều gì đó chúng ta chưa thấy là được, chưa được tốt, thì Chúa mời gọi chúng ta dừng lại trong giây phút để chúng ta loại đi, lạy Chúa, giờ phút này đây con chuẩn bị bước vào mầu nhiệm thánh, để con kết hợp với lạy linh mục, kết hợp với cộng đoàn để dâng lên Thiên Chúa lễ tế tạ ơn. Xin Chúa ban cho con đủ sức mạnh để con loại bỏ đi tất cả những gì, dù rằng tối hôm qua trong gia đình con đang có những cái sự gọi là lục đục trong đời sống vợ chồng, trong đời sống con cái, tối hôm qua gia đình con có một cuộc chiến xảy ra kinh khủng lắm. Nhưng giờ phút này đây con muốn đến để con tham dự thánh lễ này, xin Chúa giúp con để loại bỏ đi tất cả những gì mà tối hôm qua gia đình con đã chiến với nhau, tối hôm qua con với người hàng xóm đã chiến với nhau. Thì giờ phút này đây xin Chúa giúp con để ngang sau thánh lễ, nhờ ơn Chúa con có thể con loại bỏ đi tất cả những cái gì đó, để con có một cuộc sống vui hơn, có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Xin Chúa ngang qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, giúp cho mỗi người chúng ta cũng biết noi gương mẹ, để mỗi ngày mẹ giúp chúng ta loại bỏ đi những gì là con người, những gì là xác thịt, để chúng ta sống thanh thản hơn, để chúng ta sống hạnh phúc hơn, để chúng ta sống vui vẻ hơn. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen.